là hương, ngôn lời trong sáng như gương, nói làm là một, văn chương giám bì. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sis Trần Phụng. Dạ sư thú, dạ con cảm ơn vô cẩm cô Đạt Tâm. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Dạ con kính đảnh lễ tọa minh hạnh đại đức tuệ, đại đức minh mẫn, đại đức tuệ đức. Dạ con kính lễ quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên. Dạ con kính chào đạo tràng, cho con được ôn bài kho pháp cú số 52. Giác tha bi rú chi rằng đức thần vần na vần tầng su gần tha cần a vần su phà si tà và chà sa pha là hồ tí sa cúp bá tô. Giác tha bi rú chi rằng bằng nắp vằn tầng su cầm tha cầm a vằn su phà si tà và chà sa phá là hồ tí sa bá tô. Như bông hoa tươi đẹp có xét lại thêm gương, cũng vậy lời khiến nói có làm có kết quả. Và đây là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Dạ tha bi rô chỉ rằng đức thân văn la văn tăng su gan tha căn e văn su pha si ta va cha sa pha la ho ti sa cúp ba tô. Dạ tha bi rô chỉ rằng đức thân văn la văn tăng su hành tha cầm e văn su pha si ta va cha sa pha la ho ti sa khúc ba tô. Hoa kia đẹp đẽ bao giường bao, sắc màu đã thắm lại ngạt lại ngào ngạt hương, ngôn lời trong như gương, nói làm là một, văn chương giám bì. Như đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con cảm ơn chú Bách Thánh Á đã bốc bài. Dạ con kính chào được đạo tràng, con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin dâng mic lại. Dạ sa thu thu lần tay chân phụng. Nam mô Phật gia, Nam mô Tham ma gia, Nam mô Sang kha gia. Kính đại lễ ba ngôi Tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đà hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 52. Dạ kính cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Dạ tha pi ru chi rang pu phang văn na văn tăng su gan tha căng e văn su pha si ta va cha sa pa la ho ti sa cu ba to. Ya tha ru chi rang pu phang văn na văn tăng su gan tha căng e văn su pha si ta va cha sa pha la ho ti sa cu ba to. Ya tha pi ru chi rang pu phang văn na văn tăng su gan tha căng e văn su pha si ta va cha sa pha la ho ti sa cu ba to. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương,
Cũng vậy, lời khéo nói có làm có kết quả, bản dịch của Ngài Minh Châu. Hoa kia đẹp đẽ dường bao, sắc màu đã thắm lại ngào ngạt hương. Ngôn lời trong sáng như gương, nói làm là một văn chương giám bì. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức Nam Mô Bụt Tha Gia Dạ Con xin được xuống mic. À, mến mời Tina tiếp theo. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý tướng bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc tiếp câu pháp cú số 52. Yết tha pi lu chi rằng phúc bằng hoàn đã hoàn tầng sư cần thác cần e hoàng su và si tà hòa trà sát phát sát phát là hồ tí cúc bát tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Hòa thượng Thích Minh Châu. Yan tha phi rung chi rang phun phan wan na wan tang su gan tha gan e wang su pha si ta wa cha sa pha la ho ti sa kum pa tu. Yan tha phi rung chi rang phun phan wan na wan tang su gan tha gan e wang su pha si ta wa cha sa pha la ho ti su kum pa tu. Hoa kia đẹp đẽ đường bao, sắc màu đã thấm lại ngào ngạt hương. Ngôn lời trong sáng như gương, nói làm là một văn chương giám bì của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo. Trời sao mà Ánh Minh nghe Quynh Quách Thanh Á nè, Xích Trần Phụng nè, Xích Tina nè, nghe cà giật á, không biết là cái đường nét của Ánh Minh ở cái hộp cáp của Ánh Minh nó có gần cái máy lạnh hay không mà nghe không được gì hết mấy anh chị. Nhưng mà em nghe có được hay không ạ? À, em nghe có bị giật giật không? Trời ơi, kỳ cục ghê vậy. Hôm qua tới giờ. Dạ, rồi. Rồi, Vinh trưởng bớt bài lên. Cảm ơn Vinh trưởng. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sằng Khà Gia. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ Ai Minh, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Đặng Đông, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, con tri ân cô Tự Duyên. Trời ơi, sao kỳ cục vậy, chắc cái loa rồi. Chờ Ai Minh tí xíu ạ. Gia thà bí ru chi rằng bước phần, quanh ná quanh tầng xu gành tha cần, y quang su pha si ta qua trà. Rồi xong luôn. Không hết thấy bài học rồi huynh trưởng. Rồi. Gia thà bí ru chi rằng bước phần, quanh ná quanh tầng su gành tha cần, y quang su pha si ta qua trà. Sa pha la hồ tí sa cúp ba tô. Gia thà bí chú chi rằng, và thở bi ru chỉ răng bút phân, quanh na quanh tăng su gan tha căng, e quang su pha si ta qua cha, sa pha la hồ ti sa cúp ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Và tha bi ru chi rằng bước phần, quanh na quanh tăng su gành tha cần, e quang su pha si ta qua cha, sa pha la hô ti sắc ba tô. Hoa kia đẹp đẽ dường bao, sắc màu đã thấm lại ngào ngạt hương. Ngôn lời trong sáng như gương, nói làm là một văn chương giám bì. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ.
Mình gửi nick lại đầu tràng ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô ấy mình. Dạ mình chào Quang Thanh, Quang Thanh ơi có trả bài không, đưa bàn tay nhanh lên không ấy là Nhật Quỳnh khóa sổ mất quyền lợi nha Quang Thanh. Dạ cảm ơn Châu Phan, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy, dạ Quang Thanh đưa tay Nhật Quỳnh nhường mất nha, không thì Nhật Quỳnh khóa sổ đó. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ để đức minh mẫn cùng chư tôn đức vừa quan năm giao đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không, có đưa tay không? Còn không thì Nhục Quỳnh trả bài xong là hết giờ nha, giờ làm về rồi, thôi ngồi đó nghe đi ha. Dạ dạ bây giờ con xin phép được trả bài, được ôn bài Cao Pháp Quốc Kinh số 52. Gia thà bi ru chi rằng bụt bằng quạn na quạn tăng sứ gan thà căng ệ quang sứ pha si ta quả cha sa pa lơ hô ti sa cấp pa tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lệ thêm hương cũng vị, lời khéo nói có lành có kết quả. Và đây là bản kiến ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và thả vi ru vì chỉ răng phục văn quanh na quanh tăng xù gánh tha căng ê quang su pha si ta qua cha sa ba la hô tỳ sa cúp ba tô. Và tha bi ru chỉ răng phục văn quanh na quanh tăng xù gánh tha căng ê quang su pha si ta qua cha sa pha la ho thì sa cấp ba tô. Hoa đẻ giường bao sắc màu đã thấm lại ngào ngạt hương, ngôn lời trong sáng như gương, nói làm là một văn chương giám bì. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tâm đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 52. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên Xích Rạng Đông, Thích Trần Phụng Huynh Quá Tha Ná Thi Na và cô Ái Minh đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đạo tràng chúng con, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tuệ, đại đức minh mẫn giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa Namo Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi gặp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu Phật quốc kinh số 53. Được Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quát Tha Ná đã cho bài học. Dạ, bạch sư, sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư chưa cho con một tín hiệu để con dân mít đến sư. Dạ, sa thủ lành thai. Được Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Quý vị nghe hay nhỏ. Rồi chắc là ok rồi. Yeah, kính tri ân quý vị đã cho biết là nghe rõ. Yeah, con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo là đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Pháp Cú với câu kệ số 53. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Yathapipuppharasimha. Đoạn thứ hai: Kayiramalagunebahu. Đoạn thứ ba: Evanchate namachena. Đoạn thứ tư: Cắt tắp bằng của sa lăng bá hùng. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên yathapi. Từ này chúng ta tách ra cũng được, mà để nguyên vậy chúng ta dịch cũng được. Trong trường hợp này thì chúng ta để nguyên vậy chúng ta dịch. Yathapi cũng như. Từ thứ hai, Puppharasimha, đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Puppha cộng với là rasi. Rasi mà chia theo cách thứ năm, thành ra nó có cái hình thức là imha. Imha asma, a imha asma. Cách thứ năm panchami vipatti. Nó có ba hình thức là a imha asma. Đối với danh từ nam tính vị ngữ á. Cộng với là rasi. Phúc phá là qua, rasi là đóng. Một đóng. Thành ra phúc phá rasi là một đóng qua. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ.
Từ đầu tiên Kajira. Kajira đây là từ cái động từ karoti mà chia theo khả năng cắt ngôi thứ ba số nhiều theo chữ bahu. Đây là một cái dạng động từ một cách chia bất quy tắc, xin lỗi, cái này là phải nhớ. Cái động từ karoti này chia nó phiền phức lắm. Động từ karoti là rồi ha, đó là những cái động từ mà chia rất là phức tạp. Cái dưới ra dịch đó là nên làm. Nên làm hay là có thể làm. Từ thứ hai ma la gu nê. Ma la gu nê. Ma la gu nê này là một hợp từ chúng ta tách ra ma la cộng với là gu ná. Ma la đó là ma la đó là cái vòng, cái vòng hay là cái tràng. Thì ở đây mình hiểu đó là vòng hay là tràn hoa. Ma la là vòng hay là tràn. Thì chữ gú ná đó là loại thôi. Loại. Ma la gú ná là cái loại, loại tràn hay là loại vòng. E là chia theo đối cách số nhiều. Rồi từ tiếp theo bahu. Bahu là bahu mà chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là u bahu. Bahu là nhiều. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên e quăng. Nếu ở trên giá tha phí mình dịch là cũng như, thì ở quăng e quăng ở dưới này mình dịch là cũng vậy. E quăng cũng vậy hay là như vậy. Đó là một cái trạng từ. Từ thứ hai cha tê ná là cha tá mà chia theo cách thứ ba, thành ra nó có cái hình thức là e ná. Cha ta là sự sanh ra, sanh lên. Từ thứ ba, mắt chê ná là mắt chú. Mắt chú hay là mắt cha. Mà chia theo cái thứ ba, thành ra nó có cái hình thức là ê ná. Vì mắt cha đó, cha ta là sanh lên, thì mắt cha mình dịch là diệt đi hay là chết đi, mất đi. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên cắt tóc băng. Cắt bá chia theo ba cái từ này nè ha, là từ cắt tóc băng rồi cú xá lăng đó, nó bổ nghĩa cho chữ bahu. Thành ra tính từ đó thì là nó phải đi theo danh từ theo kiểu đó là đồng cách đồng số. Chữ bahu á, bahu trong trường hợp này là danh từ trung tính miền ngữ Ú. Do đó chia theo chủ cách. Bahu là nhiều. Thì thành ra hai cái từ ở trước đó cũng chia theo trung tính chủ cắt. Cắt tắp tăng
Ngài Kattabba. Kattabba có nghĩa là nên được làm, cần được làm. Từ thứ hai, Kusalang. Kusalang đó là thiện. Thiện sự hay là việc thiện hay là điều thiện. Bá hung là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Thà bị cũng như mà là vũ nề ba hù nhiều tràn qua cả di ra nên được làm hay là nên làm hay là có thể tạo ha, có thể làm búp phá ra sim ha từ một đống qua. Ê quăng cũng vậy, bá hung nhiều, cú xá lăng thiện sự, cách tâm nên được làm, cha tê ná bởi sự sanh ra, mách chê ná bởi sự diệt đi. Dịch Bali là như vậy đó, xin thưa quý vị. Rồi chúng ta có thể đó là gọt giũa văn tự sao đó nghe nó có thể hay hơn. Cái đó là tùy vào cái văn, khả năng văn chương của mỗi người. Kính tri ân cô Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 53. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ, tức là học về duyên sự và ý nghĩa của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Abhivademi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại rừng Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 53. Trong câu kệ này nằm trong phẩm Hoa Phúc Pháp Quát Cá, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Đông Phương Tự Phúc Ba Ra Mát, đề cập đến bà Visakha. Cái cuộc đời của bà Visakha này đó thì xin thưa quý vị, ở trong kinh đề cập rất là dài, ở trong chú giải đề cập rất là dài. Thì thành thử ra đó, như những lần trước chúng tôi nói, duyên sự là những cái gợi mở để mình hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ Bali. Do vậy, nương vào cái phần chiếc nghĩa từ vựng khi nãy đó, tức là nương vào ý nghĩa
ở cái câu kệ đó để chúng tôi trình bày tóm tắt về cái duyên sự này thôi. Chứ còn mà trình bày dài cái duyên sự này đó thì xin thưa quý vị dài lắm, có khi đó là mình không có đủ giờ luôn á. Bà Quý Sa Kha đó là con gái của ông trưởng giả Tháp Nanh Chá Giá cùng với là bà Sumana Dewi, và là cháu gái của ông Đại Phú Hộ Men Đá Cá. Ông Men Đá Cá đó cũng là một trong năm đại phú hộ ở thành Rajagaha. Ông Tháp Nanh Chá Giá này cũng là một đại phú hộ, xin thưa quý vị. Và rồi nếu mà quý vị còn có nhớ đó, thì do thành Rajagaha có quá nhiều đại phú hộ vậy ở đó, tức là có quá nhiều người có phước, đại phước ở vậy, thành ra thành Rajagaha rất là sung túc. Trong khi đó ở thành Sawatthi đó thì là không có các cái đại phú hộ. Thì do đó đó, để phát triển thành Sawatthi cho trù phú lên, giàu có lên, vua ở thành Sawatthi mới sang thành Rajagaha để xin với vua Rajagaha đó cho mình thỉnh mời một vài đại trưởng giả về ở cái xứ của mình để làm cho cái xứ của mình nó sung túc lên. Đó, nó sung túc lên. Thì điều này đó chúng ta cũng có thể hiểu được qua cái câu kệ mà Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là A-la-hán trú ở nơi nào đó, đó thì cư dân ở đó đó cũng được hưởng phước lây, đất đai ở đó đó nó cũng trở nên màu mỡ. Điều đó có nghĩa đó là cái người mà có phước đó đi đến đâu thì làm cho cái vùng đó, đó nó trù phú lên. Dạ, nó trù phú lên. Thì ông Men Đá Cá đó mới cho con của mình là ông trưởng giả Thanh Anh Chá Giá. Rồi vua ở xứ Rajagaha đó cũng cho, cũng cử cái ông trưởng giả Thanh Anh Chá Giá này đến Sawatthi để sinh sống lập nghiệp, hỗ trợ làm cho xứ Sawatthi đó trụ phú thế, trụ phú lên. Nhưng mà có một cái sự kiện trước đó, đó thưa quý vị, trước khi mà gia đình của ông trưởng giả Thanh Anh Chá Giá, tức là gia đình của bà Quý Sa Kha đi đến thành Sawatthi để sinh sống đó, thì có một cái sự kiện, đó là vào năm bà Quý Sa Kha 7 tuổi, Đức Thế Tôn cùng với thánh chúng đi đến thành Rajagaha, Rajagaha để mà nhập hạ. Thì ông Men Đá Cá đã cử bà Quý Sa Kha đi cùng các người bạn của mình đi đến thỉnh Đức Thế Tôn cùng với thánh chúng về nhà trải tăng. Thì bà Quý Sa Kha lúc đó mới có 7 tuổi à. Ông nội nói với cháu gái của mình, nói này cháu, đây là thời cơ của ông cháu mình, con hãy tận dụng tốt cái thời cơ này. Thành ra đứa cháu gái cùng với những người bạn của mình đi đến đảnh lễ thỉnh Đức Thế Tôn về nhà trái tăng. Thì xin thưa quý vị, khi đến gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết pháp thì bà chứng đắc đạo quả Tu Đà Quân luôn. Đó thì mới có 7 tuổi thôi nha, xin thưa quý vị. Đó thì lúc đó đã biết sử dụng cái thân này nè, cái thân xác 7 tuổi đó, để làm cho thiện siêu thế sanh lên. Dạ, thiện siêu thế sanh lên. Đó, làm nhiều thiện sự là vậy, xin thưa quý vị. Rồi khi đến tuổi cập kê, bà khi lớn lên thì bà theo cha mẹ đi đến vùng Sa Kê Tá thuộc thành Sawatthi. Và đến tuổi cập kê thì bà mới về làm dâu
một ông trưởng giả khác tên là Migara. À, thì khi mà về làm dâu đó, à, bà ta cũng dùng cái thân này thôi để làm lợi lạc đến cha mẹ chồng. Dĩ nhiên khi mà còn ở nhà thì làm lợi lạc đến cha mẹ ruột, làm lợi lạc đến anh chị em, làm lợi lạc đến tôi trai tới gái, thậm chí đó làm lợi lạc đến luôn cả súc vật. À, cho nên đó là khi mà về làm dâu, nhà người ta cũng vậy. À, bà cũng làm lợi lạc đến cha chồng mẹ chồng, làm lợi lạc đến anh chị em thân bằng quyến thuộc, làm lợi lạc đến tôi trai tới gái, làm lợi lạc đến cả súc vật. À, đó là khi mà bò hay là heo dê gì đó mà nó đẻ khó, à, thì bà ta cũng tận tình đến săn sóc hỗ trợ, à, để cho những cái con đó, đó được mẹ tròn con vuông. À, rồi tôi trai tớ gái mà bệnh hoạn thì bà ta cũng săn sóc, à, cho cơm nước y phục thuốc men. Đối với cha chồng đó, thì là phụng sự tế độ chu đạo. Nhưng mà cha chồng đó thì là một người theo đạo lõa thể, do đó nó không có biết bố thí làm phước đến sa môn thích tự, tức là làm phước đến Phật và thành chư tăng. Thành ra một lần nọ, có một vị tỳ kheo ôm mình bát đi ngang qua đứng trước nhà của cha chồng và Visakha. Lúc đó ông đang thọ thực, ông đang dùng cơm. Giờ ông quay lưng ra bên ngoài đường, thành ra không có thấy được cái vị tỳ kheo đó. Và Visakha lúc đó đang hầu cha chồng dùng cơm, cho nên đó là cố ý tránh tí để ông cha chồng của mình có thể thấy cái vị sa môn. À, nhưng mà ông này cũng quay qua quay về rồi ông cũng thấy, à, một là ông không có thấy, thứ hai là ông cố tình không có thấy. Thì bà Visakha lúc bấy giờ đã là vị thánh Tu Đà Hoàn rồi, à, thì thành ra là rất là kính trọng Phật, rất là kính trọng tăng, cho nên thấy vị tỳ kheo mà đứng giữa trời nắng lâu vậy đó, thì xót chịu cũng được, à, cho nên mới nói ra nói bạch đại đức, thỉnh đại đức đi nhà khác, cha chồng của con đang ăn đồ cũ. Ổng nghe vậy theo quý vị đó ha, mình là cha chồng ha, rồi giàu có nước đố đổ vách vậy đây mà con dâu của mình nó dám nói mình ăn đồ cũ, thì thử hỏi quý vị mình có bực không? Quá bực đi chứ. À, nhưng mà xin thưa quý vị, đây là cái cách mà bà tế độ cho ông cha này đó. À, bực quá thì mới định là đuổi cổ, thì họp các cái bô lão lại để xử. Lúc đó các bô lão đó mới hỏi, tại sao con nói với cha chồng con vậy? Đó, cái cổ mới nói đó là, à, những cái gì mà cha đang có ở đây nè, đây là cái quả phước quá khứ, à, cho nên của cải vật chất này đó nó mới phát sanh lên cho cha. Thì đây xem như là đồ cũ. À, nếu những cái của cái vật chất này mà đem đi tái đầu tư, tức là chôn của để dành tiếp, à, thì lúc đó mới có cái mới. Còn nếu mà mình không làm vậy đó, thì là mình đang sử dụng cái đồ cũ thôi. Đồ cũ giải thích vậy. Thì chúng tôi nói ý thôi, xin thưa quý vị, chứ không phải là nguyên văn vậy. Để nghe hợp lý quá. Để bắt đầu là không có đuổi nữa. À, thì khi mà không có đuổi thì bắt đầu cô này cổ lại làm éo. À, cổ lại đòi về nhà chồng. À, xin lỗi, về nhà cha mình. Để bắt đầu đó là ông này ông mới năn nỉ ở lại. À, thì khi mà năn nỉ ở lại đó thì bà này mới ra điều kiện. Đó là được quyền thỉnh Phật tăng về nhà, được quyền làm phước đến sa môn thích tự. À, thì ông này đang lép vế mà thành ra đó là phải chịu, và đó là cái cơ hội hay là cái duyên để ông tế độ gia đình chồng. À, để bà Visakha tế độ được gia đình chồng, đó là cũng dùng cái thân này là làm lợi đến
cho nhà chồng. Bà mới thỉnh Phật cùng với thánh chúng về nhà trai tăng. Thì xin thưa quý vị, đó là Phật với thánh chúng mà đi đến đâu đó, đây là những người có phước mà. Cái nãy mới bắt đầu vô duyên sự chúng tôi nói rồi, người có phước, có đại phước chừng nào đó thì đi đến đâu cũng sẽ đem lại cái lợi lạc an lạc cho những người ở đó bấy nhiêu. Cho nên đó là Đức Phật cùng với thánh chúng về nhà dự lễ trai tăng. Thì sau khi trai tăng xong thuyết pháp cho ổng nghe, ổng mới ngộ ra được. Xin thưa quý vị, thì theo quý vị ngộ ra được cái gì? Thấy ra được tính chất nhân quả. Đó là những cái mà mình đang có đây này là do đời xưa kiếp trước mình đã bố thí, cho nên đó là nó mới có cái quả này. Có quả tất yếu là phải do mình đã gieo nhân. Ngộ ra được tính chất nhân quả. Thưa quý vị, đó, ngộ ra được tính chất nhân quả chưa làm cho phát sanh lên được thánh đạo, thánh quả đâu. Mà từ cái chỗ ngộ ra được tính chất nhân quả đó, đó dẫn đến ngộ ra được tam tướng. Của cái này nó có rồi, nó mất đi. Trong đời này đó, mình còn sống thì mình sử dụng được, nhưng mình mất đi thì mình đâu có đem theo. Rồi mình sử dụng đó là nó hết cho nó không còn mãi mãi. Đó tức là có rồi không, không rồi lại còn. Vô thường đó sư tu chứ. Đó thì ông ngộ ra cái bất động, mới chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quán. Chứng đắc được đạo quả Tu Đà Quán xong thì là ông rất là biết ơn người con dâu của mình. Đó, nhờ người con dâu của mình cho nên đó là mình mới được diện kiến Phật nè, mình mới được nghe những lời, mình mới được dấn thân vào ở trong cái giường hòa chánh pháp. Thì lúc đó ông mới tôn bá lên làm mẹ luôn, giao tất cả của cải tài sản cho bà tự do quyết định. Rồi khi mà đã toàn quyền vậy thì lúc đó nhà của bà đó mới mở cửa để đón nhận Phật, đón nhận thánh chúng hộ độ đến tăng bảo. Rồi là gì? Giúp đỡ những ai cần giúp đỡ. Và từ đó bà làm nhiều cái thiện sự hơn, đi chùa chiền đồ cũng nhiều hơn. Một lần nọ bà cùng với một người tớ gái mang theo một cái vật trang sức rất là đắt giá đi vào chùa để nghe pháp. Thì không may sau khi nghe pháp xong bà lại quên đi, không đem gì. Thì tôn giả ở trong chùa đó, tôn giả Ananda có cái bổn phận là chư Phật tử hay là thiện nam tín nữ gì vào trong chùa nghe pháp mà lỡ bỏ quên đồ gì gì đó thì ngài giữ lại. Rồi khổ chủ đó sẽ đến nhận lại. Thì quên, bà biết là tôn giả Ananda đã giữ lại, đã đụng rồi, thì bà phát tâm cúng dường luôn. Nhưng mà một cái món trang sức nó giá trị quá, quá ư là giá trị. Thì thành ra đó là chư tăng không có thể giữ được. Thì bà mới vào bà hỏi Phật bây giờ giải quyết ra làm sao. Thì Đức Phật ngài khuyên đó là bà dùng cái món trang sức đó đó để làm các cái thiện sự. Thì xin thưa quý vị, bà đã bỏ ra một số tiền để mua lại cái món trang sức của mình, rồi dùng cái số tiền đó đó để xây lên ngôi chùa Cúp Ba Ra Mạc. Sau khi mà xây xong cái ngôi chùa đó, bà ta đã làm phước liên tục 4 tháng trời đến Phật và Thánh Chúng. Và xin lỗi, không phải Thánh Chúng mà đến Phật và Chư Tăng. Chư Tăng ở đây đó mình hiểu rồi là có phàm có thánh. Sau khi mà hoàn thành tất cả các cái công việc vậy đó,
À, thì bà thấy bà hoan hỷ quá. Cái ngôi chùa hoàn thành vậy đó, hoan hỷ quá. À, những cái ước nguyện của mình, những cái ước nguyện ở trong thiện pháp đã được thành tựu rồi. À, do đó đó bà mới dẫn con cháu của mình đi nhiễu quanh, nhiễu quanh cái chùa đó. À, vừa đi nhiễu quanh vậy đó, rồi vừa ngâm lên các cái câu kệ cảm thán. Đó tức là bày tỏ cái sự hoan hỷ đối với các cái thiện sự của mình đã làm. À, cái đầu chư tăng nghe vậy thấy vậy, cái tưởng đâu là bà này cũng còn thích ca hát rồi vậy đó sư thú gì. À, cái mới mét lên Đức Phật. À, cái Đức Phật ngài mới nói đó là này các tỳ kheo, không có phải là con gái ta ca hát vì lý do gì khác đâu. À, nhưng mà vì thấy cái bổn nguyện của mình đã được đủ á, cho nên mới cao hứng ngâm kệ ngẫu hứng vậy thôi. Đó thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới nói lại các cái ước nguyện của bà này ở trong quá khứ cho đến hiện tại đã thành tựu ra làm sao. Thì trở về quá khứ vào thời kỳ Phật Padumuttara, bà Visakha là một thiếu nữ, thấy một cái thiếu nữ kia làm phước hộ độ đến Phật Padumuttara cùng với thánh chúng, rất là uy nghiêm. Bà này thấy vậy đó, hoan hỷ mới hỏi Phật, bà đó là ai, tạo những cái thiện nghiệp như thế nào, rồi phát nguyện trở thành giống như bà thì có được hay không. Thì Đức Phật Padumuttara cho biết đó là một người đệ nhất về hộ độ Phật và Tăng, và là mẹ nuôi của Phật. Bà này bà hoan hỷ qua cái bà làm phước phát nguyện. Đức Phật Padumuttara đó, tiên tri là đến thời kỳ Phật Gotama, bà này sẽ thành tựu được ước nguyện đó. Nói như vậy đó là trong vòng sanh tử luân hồi, bà này đã dùng cái thân tử sanh để hộ độ đến Phật Padumuttara cùng với thánh chúng. Rồi đến thời kỳ Phật Kassapa, bà Visakha này sanh làm con gái út của vua Kakki, có cái biệt danh nha sư tôi là Sankhadasi. Đó, vua Kakki này cũng có rất là nhiều con gái, có đến 7 cô. Thì 6 cô đi tu. Cái cô con gái út này nói nếu mà các chị đi tu hết rồi giờ em đi tu nữa đó thì ai hộ độ các chị. Đó, cho nên đó là cổ mê nguyện ở lại để mà hộ độ các chị của mình. Hộ độ các chị rồi hộ độ luôn Phật, hộ độ luôn chư tăng. Cho nên đó cổ mới có cái biệt danh đó là Sankhadasi. Dasi là người nô lệ, người phục vụ, Sankha là tăng đoàn. Thì cái kiếp đó bà ta cũng đã dùng cái thời gian kiếp sống của mình để làm phước, để hộ độ đến tăng ni, để giúp đỡ quyến thuộc, để giúp đỡ đến người này người kia. Các cái kiếp sống của bà ta đó đã làm lợi ích đến cho bản thân của mình là tự lợi nè, làm lợi ích đến cho người khác là tha lợi đó, như vậy. Và đến kiếp hiện tại này nè, bà ta cũng làm lợi cho bản thân của mình là làm cho bản thân của mình phát sanh lên thánh đạo, thánh quả. Làm lợi ích đến cho người khác đó là tế độ cha chồng, dòng họ bên chồng, tế độ thân bằng quyến thuộc, tế độ người này người kia. Và khi mà khánh thành cái chùa Bodhidharma đó xong đó, thì bà này mới ngẫu hứng đó, ngâm kệ ngẫu.
Sau khi nói giải thích vậy xong, cái Đức Thế Tôn ngài mới giải tiếp. Ngài nói này các tỳ kheo, một người thợ làm tràng hoa thiện nghệ đó, thì sau khi góp các cái thứ hoa được dồn thành đống lớn, rồi từ đó đó lấy ra kết làm nhiều cái tràng hoa kiểu mẫu khác nhau. Như thế nào? Thì quý sa kha lưu tâm làm các cái việc lành cũng như thế. Nói vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: Yatha pi puppara simha kajira mala gune bahu e wang cha te na macche na kattap bang kusalang bahu. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Rồi chúng tôi không có thấy có cái bản của Hòa thượng Giới Đức. Và rồi có một cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì qua hai bản dịch này, đây là hai cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali số 53 mà Đức Phật ngài dạy. Qua hai bản dịch này nè, rồi qua cái duyên sự mà chúng tôi trình bày đó, thì thiết nghĩ chắc bà con chúng ta cũng ít nhiều hiểu được cái ý nghĩa ẩn chứa câu kệ này rồi. Xin thưa quý vị đó, trong cái câu kệ này đó, chúng ta hiểu cái cụm từ cha tê nó mắt chê nó theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Thì nghĩa rộng là sao? Nghĩa rộng là một đời người. Ai cũng sống ở trong cuộc đời này có sanh ra. Thì có sanh là tất yếu, đó là phải chết. Tùy thuộc vào mình sanh ra trong cái loại nào. Súc sinh hay là quỷ khổ hay là địa ngục hay là A-tu-la hay là người hay là chư thiên. Thì chư thiên đó nó cũng nhiều, là chư thiên dục giới hay là chư thiên sắc giới, là phạm thiên sắc giới hay là phạm thiên vô sắc. Để đó, đó mà một cái kiếp người đó, đó dài hay là ngắn. Thì dù dài hay là ngắn, mình sử dụng cái khoảng thời gian tồn tại đó, đó để sống tốt, sống có lợi ích cho bản thân và sống có lợi ích cho tha nhân. Thì đó là một cái cảnh ý nghĩa. Cái cảnh ý nghĩa thứ hai đó của cái chữ cha tê ná má chê ná ở đây đó, chúng ta hiểu đó, nó ngắn lại, nó gọn lại. Thì xin thưa quý vị, cái hiện bày của tướng vô thường đó, thì vô thường mình định nghĩa là gì ạ? Là biến hoại, đổi thay, mất đi. Thì để biến hoại, đổi thay, mất đi đó, đó một lòng phải có sanh ra. Sanh ra cái đã rồi mới mất đi. Sanh ra cái đã rồi mới mất đi. Thì cái sanh ra mất đi này nè, mình có quan sát, có chiêm nghiệm đó, thì bây giờ mình mới con người của mình ở đây nè, mình đang sống ở cái cõi dục, đang sống ở cõi người này nè, thì con người của mình đó là con người ngũ quẩn, có năm quẩn xin thưa quý vị, là sắc quẩn, tưởng quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, thức quẩn, là năm quẩn. Mình nói gọn lại đó là con người danh sắc hay là thân danh sắc, có hai phần, phần vật chất và phần tinh thần. Thì phần vật chất này nè, phần vật chất, phần tinh thần này nè, xin thưa quý vị, nó thay đổi liên tục. Dạ, nó thay đổi liên tục.
Và để thấy được cái thay đổi liên tục này, buộc lòng mình phải có cái sự suy gẫm quán chiếu thường xuyên thì mình mới thấy. Do đó mà bà con chư Phật tử chúng ta, ai đó có nghiên cứu, học hỏi, chiêm nghiệm, tu tập tứ niệm xứ đó, thì khi đó đó chúng ta mới thấy nè, cái hơi thở của mình để xin thưa quý vị, nó có thường trụ không, nó có tồn tại mãi mãi không, hay là gì, nó sanh lên rồi nó diệt đi. Xin thưa, nó sanh lên rồi nó diệt đi. Hơi thở vào biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đi ra biết hơi thở đang đi ra. Thì hơi thở đi vào, khi đi vào đó là nó đang sanh, và nó đi vào rồi đó là nó đang mất đi. Thì lúc đó đó, cái hơi thở ra đó nó mới đang sanh, rồi khi mà nó ra hết đó, là nó đang mất. Thì lúc đó đó, hơi thở vào đã mất, đã mất là đã diệt rồi đấy, xin thưa quý vị. Thì đó chính là cái gì, cái tướng của vô thường đó. Vô thường nó hiện bày vậy đó, xin thưa quý vị, sanh ra mất đi. Thì cái hơi thở đó đó thuộc về vật chất, tức là thuộc về sắc. Rồi phân chánh, thí dụ như là chúng ta quán về thọ đi, đó là thọ khổ đang sanh. Thì thọ khổ đang sanh trong trường hợp nào? Mình đang ngồi nghe pháp, chú tâm theo dõi, tĩnh tâm vậy nè, cái có con muỗi hay con kiến gì đó, hoặc là mình đang ngồi trên cái ghế nó bị cấn cái gì đó, cái cảm giác đau. Thì khi mà mình phát hiện cái cảm giác đau, thì khi đó đó là thọ khổ nó đang sanh. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, cái tâm nó sanh đau lắm, thành ra đó mà mình biết nó cái thôi thì nó đã diệt từ rất là lâu rồi. Thì thọ khổ đang sanh, biết thọ khổ đang sanh, thọ khổ đang diệt, biết thọ khổ đang diệt, thọ khổ đã diệt, biết thọ khổ đã diệt. Thì nó sanh lên, nó diệt đi vậy đó, xin thưa quý vị. Đó, khi nào mà mình thấy rõ ràng vậy đó, thì lúc đó đó mình mới thấy ra được cái tính chất vô thường của pháp vô vi. Thì đây là ý nghĩa ẩn chứa ở trong cha tê na ma chê, là bởi hay là do sự sanh ra sự diệt mất đi. Sự sanh ra sự diệt mất đi này trong từng sát na, trong từng hành động nhỏ. Đó, mình thấy ra được vậy đó, thì lúc đó mình mới ngộ ra được cái lý vô thường của pháp vũ vi. Thì khi mà ngộ ra được cái lý vô thường của pháp vũ vi vậy đó, thì lúc đó thánh đạo mới hiển lộ. Thánh đạo hiển lộ, thánh đạo này nè mới thấy rõ ràng được cái tướng vô của pháp vũ vi đó. Còn khi mà chúng ta tu tập, chúng ta suy gẫm đó, thì xin thưa quý vị, ngay khi đó bà con chúng ta học bây giờ pháp rồi, theo quý vị là mình dùng cái tâm gì để quan sát chiêm nghiệm, từ đó đó mà làm cho cái sự hiểu biết của mình đó về sự vô thường đó nó mạnh lên. Xin thưa, dùng tâm đại thiện hợp trí. Tâm đại thiện hợp trí, chiêm nghiệm về thân ngũ quẩn này, nội thân, ngoại thân, chiêm nghiệm về thân danh sách này, danh giả sắc này, nội thân, ngoại thân. Từ chỗ đó đó mới thấy được cái sự biến hoại đổi thay của danh và sắc. Dần dần đó, xin thú vị, quá trình mình để ý, mình chiêm nghiệm, mình suy gẫm vậy đó, đó cái thấy cái hiểu đó của mình đó, càng ngày nó càng sâu sắc hơn, càng ngày nó càng rõ hơn, càng ngày nó càng chi li hơn, tỉ mỉ hơn. Thì khi mà chi li tỉ mỉ đến độ đó, mình thấy nó rõ ràng như ban ngày vậy đó, thì lúc đó đó là thánh đạo sẽ sanh lên.
À, thành ra chữ cha tê na mắt chê na ở đây mình hiểu theo hai phương diện vậy. À, thứ nhất là mình được sinh ra làm thân con người nè, làm chúng sinh nè, cho đến khi chết. Trong quá trình đó đó, à, ráng cố gắng bố thí trì giới tu tiên. Ráng cố gắng là gì? Làm tự lợi và lợi tha. Đó. À, thì khi đó, đó được xem gì? Ê quăng cha tê na mắt chê na tắc tắc băng của sa lăng bà hung, là nhiều thiện sự nên được làm ra từ cái thân sanh tử này. Rồi là cái gì? Ê quăng cha tê na mắt chê na tắc tắc băng của sa lăng bà hung, nhiều thiện sự nên được tạo ra từ, nên được tạo ra bằng cái sự sanh lên và diệt đi. Thì sanh lên và diệt đi của danh và sắc, nội phần, ngoại phần hoặc cả hai. À, thì thiện sự mà sanh lên bởi ha, cái sự sanh ra, sanh lên, diệt mất đi của danh và sắc đó, thì xin thưa quý vị đó, thiện sự này là thiện siêu thế, thánh đạo. Đó, mình hiểu vậy đó là mình nắm bắt được cái câu này. Và khi mà mình hiểu vậy đó, à, rõ ràng vậy, ứng dụng vào trong đời sống của mình đó, thì xin thưa quý vị đó, bản thân của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Dạ, càng ngày càng tốt đẹp hơn. Và từ chỗ bản thân của mình mà càng ngày càng tốt đẹp hơn vậy đó, thì người thân yêu của mình đó cũng được thơm lấy. Dạ, cái câu kệ này mình hiểu hai cái câu cuối rõ ràng vậy đó, là đủ rồi. Còn hai cái câu đầu là gì xin thú vị? Đây là cái hình ảnh Đức Thế Tôn Ngài đưa ra. Qua đó đó, Ngài dạy cho mình đó, phải tu tập, phải quán chiếu như thế nào để thấy được sự sanh, sự diệt của danh và sắc. Quý vị đọc vô, quý vị có thấy vậy mà. Như hai câu đầu này, như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết. À, cái một đống hoa là bây giờ mình nhìn vô ai cũng có thể quan sát, có thể thấy được. Một đống hoa thì có nhiều, có rất là nhiều loại hoa. Hoa độc, hoa lạnh, hoa xấu, hoa tốt. À, thì từ một cái đống hoa đó, cái bắt đầu người thiện nghệ, người biết làm hoa đó, họ mới chọn ra những cái bông hoa tươi tốt. À, chọn ra những bông hoa tươi tốt, họ kết ra thành một cái tràng hoa. Đó, tràng hoa đó có thể phục vụ cho vua nè, có thể phục vụ trang trí cho các cái đám tiệc, làm đẹp cho đời, đem lại thu nhập cho bản thân của mình. À, thì bây giờ cũng vậy, cái thân sanh tử này nè, cái thân sanh tử này đó, thì xin thưa quý vị đó là đâu, trong cái cuộc đời này nè, hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, thân sanh tử này có nhiều cái hình thức đó, là có thể đó là địa ngục nè, có thể đó là quỷ khổ nè, có thể là Atula nè, có thể là bàn sách nè, có thể là con người nè, có thể là chư thiên, có thể là phạm thiên nè. À, cái thân sanh tử này đó, theo quý vị đó là có phải đều là tốt đẹp hết không? Không. À, có người thiện nhưng mà cũng sẽ có người ác. Đó, người ác thì là sống hại mình hại người, chỉ có người thiện thôi thì mới sống lợi mình lợi người. À, thì sống lại mình lại người là giống như ở trong một cái đồng hòa nhiều nhiều thứ vậy đó, cho mình mới lựa ra những cái gì tốt đẹp thôi, sau chuỗi nó lại. À, thì bây giờ mới nói sâu sâu hơn tí nè, quý vị học ví dụ pháp vậy ha. Đó, thì theo quý vị, cái bản nêu chi pháp của ví dụ pháp, phần sở hữu có bao nhiêu? Sở hữu tất cả có 52, 52 sở hữu. Đó, thì theo quý vị 52 sở hữu đó đều là sở hữu tốt hết hay là có sở hữu tốt, có sở hữu không tốt? Xin thưa quý vị có.
có sở hữu bất thiện nè, có sở hữu tịnh hảo nè. À, thì thành ra trong cái sở hữu đó, đó mình lựa chọn ra những cái sở hữu tịnh hảo để mà mình sâu chuỗi nó lại, mình phát triển nó lên. Rồi bây giờ mới nói đến thực tế. Con người của mình ai cũng vậy ha, trong ta có anh hùng nhưng mà cũng có thằng khùng thằng điên. Từ cái chỗ mà mình hiểu vậy, cái bắt đầu là gì, mình mới ráng cố gắng phát triển cái tính chất đặc tính anh hùng. Còn cái thằng khùng thằng điên đó mình đè nó đi, mình loại nó đi. Thì khi đó có phải, xin thưa quý vị, mình làm lợi cho mình không, rồi mình làm lợi cho tha nhân không? Và làm lợi cho mình, làm lợi cho tha nhân đó đến cái mức độ cao nhất là mình phải ngộ ra cho được tính chất nhân quả nghiệp báo rõ ràng nè. Ngộ ra cho được tính chất vô thường, khổ, vô ngã của pháp vũ vi. Đó, thì khi đó đó mình mới làm lợi cho mình đến mức cao. Cao. Và đến khi mà mình làm hiển lộ lên thánh tứ đạo, thánh tứ đạo đó, đó thì lúc đó đó mình không cần làm lợi cho mình, vì làm lợi cho mình đã đủ nóc rồi, thì lúc đó mới chuyển sang đó là tha lợi, giống các vị A-la-hán, các ngài sống vì chúng sinh, đem lại lợi lạc cho chúng sinh thôi. À, thì đó là ý nghĩa ẩn chứa trong cái câu kệ Bali này đó, xin tôi. À, chúng ta hiểu hai khía cạnh vậy. À, ai cũng vậy, sống trong cuộc đời này có thể ngắn có thể dài. À, thì ngắn dài đó là cái quỹ thời gian của mỗi người chúng ta, sử dụng cái quỹ thời gian đó có lợi cho mình, có lợi cho tha nhân. À, thì xem như đây là mình sử dụng đúng đắn theo lời dạy của Đức Phật. À, còn mà sử dụng khác đi đó, thì không có theo lời dạy của Đức Phật. Bên cạnh đó, khi mình được làm người này, thì có hai phần là phần thân và phần sắc. Phải cố gắng quán chiếu, suy gẫm, chiêm nghiệm sao đó, để thấy được cái tính chất sanh diệt của thân danh sắc này. Thân danh sắc này là nổi, xin thú vị. Còn những cái mà chúng ta thấy bên ngoài đó là ngoại. Có khi mình đối chiếu cả hai, ở trong mình thấy được, thành ra mình phải quán chiếu bên ngoài để thấy được ở bên trong của mình. Đó gọi là quán chiếu nội ngoại quẩn, là cả hai. Để làm sao đó mà thấy cho được, ngộ ra cho được cái tính chất sanh và diệt của danh và sắc này. Thì khi đó đó thiện siêu thế sẽ được tạo ra. Và đến lúc đó thì mình thật sự đó là làm lợi cho mình đó, và lúc đó mình cũng làm lợi cho người khác. Đó là cái sự hiểu biết của chúng tôi về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali số 53, xin được trình bày đến với đạo tràng là như vậy. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp với đề tài câu kệ pháp cú số 53 này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được chia điều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu lành thầy. Đã thay mặt đại chúng cho rung, con xin được thành kính tri ân đại đức minh mẫn đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 53 đến hàng Phật tử chúng con, để chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Đại chúng con xin được thành kính tri ân đại đức minh mẫn. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung một lần nữa, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức minh hạnh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho rung sau khi nghe pháp. Nam mô Phật Thầy Giá, và con xin được thành kính cung thiền đại đức minh hạnh ạ.
Bhagavato-sapa-mangalang-rakhan-tu-sapa-de-vata-sapa-sankha-nu-pha-va-na-sa-da-sa-te-va-va-tu-te Tất cả phương an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lần thay, và chúng con xin được thành kính tri ân để đức bình đẳng từ bi hoan hỷ chúc phúc cho Rô Ma Vát Tha Na. Xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng phước báu mà chúng ta đã tạo được trong ngày hôm nay, như là để bái tam bảo, tụng kinh, đọa trì, quy giới, kệ kinh và thính pháp. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sẵn Khaya. Ya Deva Da San Ti Vihara Vasini Tu pe kare po ti kare ta hing ta hing ta tha ma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting ka ron te ta vi ha ra man da le the ra cha ma cha na va ka cha pi ka wo sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka Kama cha desani, kama cha isara, sapana putta sukhita bhavantute, chala puja ye pichanda sambhavam, sangseda chata atavopapatika, niyanikang dhamma varang patichate, sabbe dukha sakarantu sankhayam, Tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha po ka la sang kho ho tu sa ma kho va at tha ya cha hi tha ya cha am he ra ka tu sa tham mo sa pe pi tha ma cha ri no pu teng sam pa pu na ya ma tham ma a ri ya pa ve di te Sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sang Khaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Sau phần hồi hướng, chương trình sinh hoạt Phật Pháp trong rùm Pháp Cú Kinh sẽ được khép lại trong vài giây phút tới. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn Đức Tăng, kính mời quý tu nữ cùng toàn thể các vị đạo hữu ngày mai vào lúc 17 giờ 30 Việt Nam.